Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh tế và Hội nhập của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần. Chuyên mục Kinh tế và Hội nhập tuần này sẽ tập trung vào chủ đề: thương hiệu của doanh nghiệp cần sự nỗ lực xây dựng bền bỉ và liên tục của mỗi doanh nghiệp. Có nhiều phương thức để xây dựng thương hiệu, các doanh nghiệp phải xác định rõ tầm nhìn để định vị thương hiệu của mình. Và ngay sau đây, kính mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của chương trình, bắt đầu bằng tiểu mục KT07. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong nửa đầu năm 2024 đạt hơn 48.600 tỷ đồng, bằng 54,94% dự toán năm 2024, tăng 10,63% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số này thì thu nội địa khoảng 21.000 tỷ đồng, đạt 50,36% dự toán năm, tăng 11,38% so với cùng kỳ. Đối với các khoản thu doanh nghiệp thì doanh nghiệp nhà nước có số thu hơn 2.200 tỷ đồng, chỉ đạt 75% so với cùng kỳ. Thu ở khối doanh nghiệp là 8.900 tỷ đồng, tăng 19,75% so với cùng kỳ. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 2.700 tỷ đồng, tăng 22,31% so với cùng kỳ. Đây là nỗ lực lớn của các doanh nghiệp trong việc gia tăng sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. Bên cạnh đó, để đạt số thu kể trên, ngành thuế đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ. Chẳng hạn như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hướng dẫn và giải đáp hiệu quả các vướng mắc về chính sách thuế, hóa đơn điện tử, về hồ sơ thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và các loại thuế khác cho người nộp thuế. Thưa quý vị, nếu doanh nghiệp của bạn không phải là một thương hiệu, thì nó chỉ là một hàng hóa. Đó là câu nói bất hủ của nguyên Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của việc xây dựng thương hiệu đối với các doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không chú tâm xây dựng thương hiệu, sẽ không có sự phát triển bền vững trong tương lai. Tuy nhiên, xây dựng thương hiệu như thế nào, theo hướng nào, lại là bài toán riêng cho mỗi doanh nghiệp. Thương hiệu là một yếu tố vô hình nhưng lại có sức nặng quan trọng đối với giá trị của mỗi doanh nghiệp. Xây dựng thương hiệu quan trọng cho mọi loại hình doanh nghiệp, từ tập đoàn lớn đến công ty khởi nghiệp, bán lẻ hay B2B, doanh nghiệp gia đình hay doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phát triển thương hiệu doanh nghiệp là việc biến các cửa hàng bán lẻ, nhỏ lẻ thành các chuỗi cửa hàng, biến các cửa hiệu bình dân thành cửa hiệu cao cấp, xây dựng các mô hình kinh tế truyền thống thành các mô hình hiện đại, phát triển những ý tưởng chỉ mang tính trang trí nghệ thuật thành những mô hình sáng tạo mang tính ứng dụng cao. Mục đích cuối cùng là để người tiêu dùng có thể nhận diện logo, tên sản phẩm và các tài sản khác một cách sâu sắc. Mỗi doanh nghiệp hiện nay đều mong muốn và có ý thức xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, việc trang bị các kiến thức cơ bản về thương hiệu chỉ là sự khởi đầu. Tìm ra những cách thức khác nhau để phát triển thương hiệu trong môi trường cạnh tranh khốc liệt là vấn đề không dễ dàng và tùy thuộc vào năng lực của mỗi doanh nghiệp. Truyền thông đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ là vô cùng quan trọng, bởi vì cái tính kết nối với những người khách hàng, đặc biệt là trong cái giai đoạn của kỷ nguyên số bây giờ là mọi thứ nó chạy rất nhanh, và vì thế cho nên là một cái chiến lược truyền thông và một những cái kế hoạch truyền thông và cần phải được xác định thật là rõ ràng để mọi cái quy trình được triển khai một cách hiệu quả, và từ đó thì cái kết quả cho doanh số của doanh nghiệp cũng sẽ được tác động trực tiếp bởi truyền thông hàng ngày. Tuy nhiên, cái khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam đó là thiếu đi những cái bộ công cụ bài bản để có thể dễ dàng ứng dụng được trong cái mô hình vừa và nhỏ. Cái mô hình vừa và nhỏ của chúng ta rất là thiếu các nguồn lực để triển khai, và vì thế cho nên khi mà ứng dụng các loại mô hình mang tính bài bản của nước ngoài hoặc của các doanh nghiệp lớn thì lại không thấy phù hợp. Tuy nhiên, vẫn cần phải có được cái sự bài bản đó. Tôi đánh giá rằng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đại Hỗ Trợ Tàu là rất rất năng động và có một cái cộng đồng rất gắn kết cùng với nhau. Cho nên là tôi hy vọng rằng các cộng đồng doanh nghiệp có thêm được những cái bộ công cụ có cái tính phù hợp với lại cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Vũng Tàu. Thước đo của thương hiệu doanh nghiệp nhìn thấy rõ nhất qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, thương hiệu mạnh và kết quả kinh doanh cao có mối liên hệ chặt chẽ. Với một doanh nghiệp có kết quả hoạt động tốt,
chắc chắn rằng doanh nghiệp đó đang tăng trưởng về giá trị thương hiệu và ngược lại. Chỉ khi có thương hiệu tốt, doanh nghiệp mới có thị trường tốt và như thế sẽ có giá trị sản xuất kinh doanh tăng trưởng. Vì điều này mà các doanh nghiệp không chỉ nên coi trọng việc năm nay mình phát triển thêm được bao nhiêu chuỗi cửa hàng, bán được bao nhiêu sản phẩm, mà phải chú ý đến tổng doanh thu và lợi nhuận trong năm có tăng so với năm trước hay không. Bà Rịa Vũng Tàu hiện có khoảng 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong số này thì 98% số doanh nghiệp thuộc đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cũng có khá nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp xuất hiện trong 3 năm sau dịch COVID-19 đến nay. Với nhóm doanh nghiệp này, việc xây dựng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn do thiếu nguồn lực, nhưng không phải không có nhiều cơ hội. Theo nhận định của lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, điều quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi xây dựng thương hiệu, đó là sự kiên trì. Những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thì thường thường họ không đủ nguồn lực để họ xây dựng cái thương hiệu trong cái buổi ban đầu họ start up. Câu chuyện xây dựng một thương hiệu doanh nghiệp là không bao giờ dừng lại. Bên cái khó khăn thì chúng ta luôn luôn tìm ra những cái cơ hội và cái thuận lợi cho những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đó là tính kiên trì trong quá trình xây dựng cái thương hiệu của doanh nghiệp mình. Đó là tạo ra những cái con người ban đầu và những bộ phận nhân viên luôn luôn đi với chúng ta để họ có những cái bản chất nhất định trong cái việc sản xuất kinh doanh cũng như xây dựng một cái đội ngũ chuyên nghiệp từ cái không chuyên nghiệp lên chuyên nghiệp trên cơ sở nền tảng của doanh nghiệp của mình đã vạch ra một cái quy trình nhất định. Với các doanh nghiệp đã hoạt động ổn định từ 20 đến 30 năm, thì mỗi doanh nghiệp đều đã có một nền móng thương hiệu khá vững vàng. Các doanh nghiệp không chỉ có giá trị kinh doanh tốt, tăng trưởng bền vững, mà còn có một đội ngũ nhân lực mạnh. Theo một số doanh nghiệp, nguồn nhân lực mạnh chính là yếu tố then chốt. Hay nói cách khác, thương hiệu của doanh nghiệp chính là con người. Không có lực lượng lao động giỏi, lành nghề, gắn bó với doanh nghiệp và không có đội ngũ cán bộ, cốt cán, tận tụy, hết lòng vì sự phát triển của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp cũng không tạo nên sức mạnh, bởi đây cũng là một yếu tố vô hình quan trọng. Thì chúng tôi có những cái, tôi 47 năm, có những người cán bộ với tôi là 43 năm, 40 năm, và thấp nhất ở đây anh Hoài là khoảng 28 năm, phó của tôi ngồi đây. Thì chúng tôi cũng xây dựng trên cơ sở những con người đó, đến bây giờ vẫn cùng chúng tôi. Và chúng tôi có những người lao động đến, chúng tôi có khoảng 1.500 lao động. Có những người làm hết cuộc đời tuổi xuân của họ đối với chúng tôi. Có nghĩa là chúng tôi đã xây dựng được một cái thương hiệu là những người quản lý, những người điều hành. Và chúng tôi có những người đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Bây giờ chúng tôi chính là thương hiệu của thương hiệu của doanh nghiệp mình. Và những người công nhân, những người cán bộ cùng làm với chúng tôi, đó là những thương hiệu. Theo một quan điểm khác thì tăng trưởng thương hiệu như trồng cây, muốn bền vững và lớn nhanh thì cần có căn gốc từ văn hóa doanh nghiệp và cần có tầm nhìn xa về phía bầu trời. Chính vì vậy mà một doanh nghiệp phát triển bền vững thường nhìn vào tổng hòa các mối quan hệ trong nền kinh tế để cùng hợp sức tận dụng tất cả các cơ hội để xây dựng thương hiệu. Một số doanh nghiệp không chỉ xây dựng và phát triển thương hiệu của mình mà còn hỗ trợ phát triển thương hiệu cho đối tác của mình, nhằm tạo nên sự đồng hành phát triển giữa hai bên. Trong tháng 6 vừa qua, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Vũng Tàu tổ chức hội nghị về xây dựng thương hiệu dành cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa đang là khách hàng của ngân hàng này. Mục đích của ngân hàng là cung cấp thông tin dữ liệu cho các doanh nghiệp khách hàng để các khách hàng xây dựng được thương hiệu mạnh trong tương lai. Đối với ngân hàng, đó là lợi ích lớn vì khi khách hàng doanh nghiệp càng tăng trưởng thì càng cần nguồn vốn, đồng nghĩa với việc ngân hàng cũng tăng trưởng tốt về tín dụng. Chúng tôi mong muốn mang lại giá trị gia tăng cho quý khách. Hy vọng quý khách sẽ có cái nhìn tổng quan và sâu sắc hơn về quá trình xây nền thương hiệu, từ đó có thể linh hoạt áp dụng những kiến thức và kỹ năng này vào công việc thực tế để xây dựng và phát triển thương hiệu thành công tại đơn vị. Trong giai đoạn kinh tế thị trường phát triển mạnh, việc hợp sức để tạo dựng thương hiệu mạnh là điều tất yếu. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp phải nhận thức rõ đặc điểm riêng của mình để tận dụng tất cả các cơ hội xây dựng thương hiệu, không chỉ đi theo lối mòn của doanh nghiệp khác và cũng không nên phụ thuộc vào chiến lược của doanh nghiệp khác.
Một trong những điểm bài bản rất là quan trọng đó là bất cứ một cái trải nghiệm thương hiệu nào trên không gian truyền thông lẫn như các không gian bán lẻ, các điểm giao dịch với lại khách hàng đều phải bắt đầu từ một câu chuyện thương hiệu, một định vị thương hiệu. Khi chúng ta tìm được cái chất liệu của một định vị thương hiệu như thế và tìm được cái chất riêng gọi là cái bản sắc thương hiệu của chúng ta thì tất cả những trải nghiệm về thiết kế, về nội dung, về truyền thông, PR, báo chí đều có thể đi theo, được dẫn dắt bởi những yếu tố của câu chuyện thương hiệu đó. Cho nên là cái mục tiêu của chúng tôi là làm thế nào để có thể truyền đạt đi những cái mô hình bài bản nhất bằng những cái ngôn ngữ bình dị nhất và cơ bản nhất để giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể ứng dụng một cách hiệu quả. Thưa quý vị, một thương hiệu bền vững mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như giúp doanh nghiệp nổi bật so với đối thủ, mở rộng thương hiệu và kết nối với khách hàng qua nhiều kênh, tạo niềm tin và thu hút vốn đầu tư thông qua hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ. Đây không chỉ là mong muốn mà còn là điều kiện bắt buộc để các doanh nghiệp có chỗ đứng trên thương trường hiện nay. Trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Kinh tế và Hội nhập tuần này. Hẹn gặp lại quý vị cũng trong khung giờ phát sóng này tuần sau. Trân trọng kính chào.